bảo hắn tu tiên chương 248, tiên tử ngươi nói ít điểm thượng cổ kỳ văn đi, ta lo lắng cho mình mệnh không đủ dùng. Định hướng truyền tống phù còn có thể như thế dùng. Ưng ừ sơn ngũ hiệp nhìn thấy ngân hoàng thiên vương vẫn bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài, trận mắt hốc mồm. Nhất là ngân hoàng thiên vương vẫn kia tuyệt vọng nhãn thần, càng làm cho người ấn tượng khắc sâu. Nghĩ cũng biết rõ đầu này nguyên anh kỳ đại yêu hạ tràng. Trấn yêu quan thiết hạ quy tắc, hợp thể kỳ phía dưới, Ai tới gần trấn yêu quan ai chết Nguyên Anh kỳ đại yêu nói đến lợi hại Thật đối mặt quái vật khổng lồ trấn yêu quan Một con đường chết a à, Đây không phải đương nhiên cách dùng sao Lục Dương kinh ngạc Hắn còn tưởng rằng chỉ có yêu thú đầu óc không dùng được Nghĩ không ra cách dùng như thế này Làm sao cùng là nhân tộc ưng sơn ngũ hiệp cũng không nghĩ ra Ngươi xem người ta mạnh cảnh chu Lập tức liền có thể nghĩ đến Trong rừng rậm kim đa nguyên anh kỳ yêu thú nhiều như vậy sao? lục dương nghĩ đến mấy ngày nay tao ngộ không đề cập tới cố ý tìm tới cửa chỉ nói loại kia chạy trốn gây án yêu thú bọn hắn liền gặp được không ít đều là kim đan kỳ buổi tối hôm nay thì càng không hợp thói thường liền nguyên anh kỳ yêu thú đều chạy tới may mắn mạnh cảnh chu có định hướng truyền tống phù đem ngân hoàng thiên vương dẫn truyền tống đến trấn yêu quang không phải lục dương chỉ có thể thi triển đại sư tỷ tượng hình quyền mũi ưng lão đại lắc đầu làm sao có thể tại mảnh này trong rừng rậm hoạt động, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, nhiều nhất vẫn là trúc cơ kỳ, nếu thật là cùng hiện tại, một đầu gặp được mấy vị kim đan kỳ yêu thú đánh lén, đã sớm không ai dám tới. Lục Dương tưởng tượng cũng đúng, đám yêu thú gặp được đám người bọn họ là yêu thú không may, phàm là đổi thành cái khác trúc cơ kỳ, đã sớm chết. Nên là hai vị thiếu hiệp giết yêu thú quá nhiều, lây dính mùi, gây nên yêu thú chú ý. Mũi ưng lão đại phân tích. Hắn âm thầm cảm khái, bọn hắn năm cái trúc cơ hậu kỳ, đánh đồng cấp yêu thú đều tốn sức, nhìn nhìn lại hai vị thiếu hiệp, giết kim đan sơ trung kỳ cùng thái thịt chặt dưa đồng dạng nhẹ nhõm. Trên lệch A Ta đề nghị đợi đến ngày mai sáng sớm, thành cửa mở ra thời điểm trở về trong thành, hảo hảo chỉnh đốn một phen, thay đổi quần áo, rửa sạch mùi. Lục Dương gật đầu, mũi ưng lão đại đề nghị không có đạo lý, mấy ngày nay bọn hắn bảy người thần kinh vẫn luôn là căng cứng trạng thái, không phải chiến đấu, chính là đi chiến đấu trên đường, tinh thần phụ tải quá lớn. Tuy nói tinh thần lực của hắn viễn siêu cùng dai, ấn đạo lý sẽ không tiêu hao nhanh như vậy, mạnh cảnh chu cùng ưng sơn ngũ hiệp cảm thấy mệt mỏi, hắn sẽ không mệt mỏi. Nhưng ai gọi hắn tinh thần không gian bên trong có cái mỗi ngày chơi đùa lung tung bất hủ tiên tử, lục dương cần phân ra đến một bộ phận tinh thần lực, đi ứng phó bất hủ tiên tử, thuận tiện nghe điểm thượng của kỳ văn dị sự thượng cổ kỳ văn bao quát nhưng không giới hạn trong long phượng hai tộc thiên kiêu tranh giành tình nhân hậu cung lên hỏa kỳ lân tiên viễn độ tha hương tị nạn người đưa tên hiệu hỏa kỳ lân ứng thiên tiên hô hào mọi người ngày sau ít xuất thủ tăng lên tiên nhân bức cách tuế nguyệt tiên ăn bất hủ tiên tử cơm biểu thị một ngày bằng một năm lĩnh ngộ thuyết tương đối đại lực ủng hộ để bất hủ tiên tử cho cái khác ba cái cũng nấu cơm ăn cửu trọng tiên phát biểu học thuật luận văn chính chứng minh là vị thứ nhất tiên nhân cũng chủ trì khai cuộc khảo cổ công việc, chính chứng minh chính thống tính. Trung thực giảng, đều là cùng tiên nhân có liên quan thượng cổ kỳ văn, có giá trị không nhỏ, phóng tới đấu giá hội có thể đánh ra giá trên trời. Nếu để cho những cái kia nghiên cứu thượng của lịch sử lão học cứu nghe, sợ là có thể để cho bọn hắn hưng phấn ngủ không yên, ở trong đó ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, đủ để phá vỡ hiện hữu người đối thời kỳ thượng cổ ấn tượng. Nhưng đặt ở lục dương nơi này, Lục Dương rất lo lắng đột nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ, thượng cổ bốn tiên đứng bên người, cúi đầu nhìn hắn, giữ tợn cười nói, ngươi biết quá nhiều, đi chết đi. Hắn nhưng không có bất hủ đạo quả. Lạc quan đoán chừng, chờ đại sư tỷ chạy đến thời điểm, còn có thể cho mình nhặt xác. Lục Dương đem chính mình lo lắng báo cho bất hủ tiên tử, bất hủ tiên tử vẫn như của bộ kia không tim không phổi dáng vẻ, ai nha, ứng thiên tiên bọn hắn đều là người tốt, rất dễ nói chuyện, sẽ không như vậy đối phó ngươi, ngươi nhìn ta, coi như biết rõ nhiều chuyện như vậy, không phải cũng sống hảo hảo. Lục Dương yên lặng nhìn xem hồn thể trạng thái bất hủ tiên tử, muốn nhắc nhở nàng lão nhân gia, nàng đã chết hơn 30 vạn năm, hai tháng trước vừa phục sinh. Trải qua mấy ngày nay chém giết, Lục Dương cùng mạnh cảnh chu kinh nghiệm chiến đấu đều có vẻ lấy tăng lên, hạ tử thủ phương thức càng phát ra tâm ứng tay. Hai người tu vi cũng tại vững bước tăng lên, cũng cố trúc cơ hậu kỳ tu vi, chậm chạp rảo bước tiến lên Kim Đan Kỳ. Làm sao cảm giác kinh nghiệm chiến đấu của ngươi so ta phong phú một chút? Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, cho rằng đây không phải ảo giác. Lục Dương mặt không thay đổi nói ra, ngươi bị chúng ta sư huynh sư tỷ từ ban đêm đánh tới buổi sáng, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cũng có thể tăng lên. Lục Dương còn nhớ rõ chính mình bị đánh thời điểm, cháu trai này tại dưới đài vỗ tay bảo hay. Mạnh Cảnh Chu như có điều suy nghĩ, còn có loại này công hiệu Hắn cả đời không kém ai, không thể về kinh nghiệm chiến đấu bại bởi Lục Dương. Chỉnh đốn một đêm cũng không bình yên, vẫn có một đầu kim đan kỳ yêu thú đến đánh lén, bị trực ca đêm mạnh cảnh chu loạn quyền đã chết. Là một đầu heo nhà lớn nhỏ con thỏ, hai cái lớn răng cửa có dài ba, bốn tấc, con mắt đỏ rực, giống như là hai hạt hồng ngọc. Chúng ta có như thế kéo cừu hận. Đêm hôm khuya khoắc cũng không khiến người ta nghỉ ngơi. Mạnh cảnh chu tức giận đạp thỏ tinh một cước, hắn mới vừa ở lúc chiến đấu một cái thất thần tóc không xem chừng bị thỏ tinh gặm một cái may mắn hắn đã sớm đem luyện thể luyện đến trên tóc lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó ưng sơn ngũ hiệp cũng giải nên thích không thông dù sao bọn hắn kém kiến thức chưa thấy qua nhà ai dết yêu thú giết ác như vậy xác thực không nên tấn đạo lý nơi này thuộc về bên ngoài rừng rậm vây không có nhiều như vậy kim đan kỳ yêu thú kim đan kỳ yêu thú tới đây không có lời được rồi trở về lại thảo luận chuyện này đi lục dương chào hỏi đám người đường về quay về trấn yêu quang chỉnh đốn làm một đoàn người trở lại trấn yêu quang thời điểm nghe được thành cửa ra vào người nghị luận nghe nói không đêm qua có nguyên anh kỳ đại yêu thừa dịp lúc ban đêm sắt đánh lén trấn yêu quang bị trực ca đêm hóa thần kỳ đại năng một bàn tay chụp chết thật hay giả yêu thú uống nhiều quá sao nguyên anh kỳ liền dám đánh lén đồng bạn kinh ngạc trấn yêu quang làm trấn thủ tại yêu vực biên quang lục đại thành trì một trong không có mấy cái hợp thể kỳ xuất thủ mơ tưởng công phá trấn yêu quang bất quá cũng có loại này tiền lệ mấy cái đại yêu uống nhiều quá chạy đến trấn yêu quang rèn luyện can đảm vận khí tốt bị trấn yêu quang đuổi đi vận khí không tốt ngày thứ hai xuất hiện trong nồi toàn thành ăn tịch đương nhiên là thật ngươi không có phát hiện hôm nay thủ thành thủ vệ sau so ngày hôm qua nhiều không phía trên hoài nghi yêu tộc phải có đại động tác điều động một cái pháo hôi thăm dò chúng ta phòng vệ năng lực lại muốn đánh nhau khả năng không lớn đoán chừng chỉ là thăm dò còn có một loại không đáng tin cậy đồn đại là cái gì nói là đầu kia yêu thú là bị người dùng định hướng truyền tống phù đưa tới giả đi định hướng truyền tống phù còn có thể như thế dùng cho nên ta nói đúng không đáng tin cậy đồn đại vậy chúng ta hôm nay có thể ăn bữa ngon Chấn yêu quan thường xuyên đem giết chết tại thành cửa ra vào yêu thú thịt phân cho mọi người. Ta đoán chừng quá sức. Vì cái gì? Chết là chỉ khâu dẫn tinh, ngươi làm sao ăn? Tinh thần không gian bên trong, bất hủ tiên tử kinh ngạc, ai, các ngươi bên này không ăn khâu dẫn sao? Tiên tử ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Lục Dương nói hết lời, mới lấy phàm nhân không có tư cách hưởng thụ tiên tử trù nghệ, lúc này mới bỏ đi bất hủ tiên tử bộc lộ tài năng ý nghĩ lục dương như người loại này ý nghĩ là không đúng tại mỹ thực trước mặt người người bình đẳng bất quá lần này coi như xong đi tiên tử hiểu rõ đại nghĩa lục dương không chút nào keo kiệt tán thưởng hắn cảm thấy mình cử động lần này công đức vô cùng vô tận cứu vãn vô số tính mạng người cũng chính là tu tiên giới không có công đức thành tiên lý luận không phải lục dương cảm thấy mình cao thấp có thể dựa vào cái này thành tiên Bảy người đi vào lạc địa kim tiền thương hội, từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra các loại yêu thú thi thể, đều thuộc về chiến lợi phẩm, gây nên trận trận kinh hô. Cái này, đây đều là kim đan kỳ yêu thú. Vẫn như cũ là trước kia tiếp đãi lục dương cùng mạnh cảnh chu người phục vụ, hắn liếc mắt liền nhìn ra tới này chút yêu thú đều là kim đan kỳ, lại thi thể hoàn chỉnh, cơ hồ không có hư hao. Này chủ yếu nhờ vào lục dương dùng chính là kiếm, chú ý một kích mất mạng, Mạnh cảnh Chu dùng chính là quyền, lấy nắm đấm ám kình đánh nát yêu thú đại não. Người phục vụ vừa nghĩ tới Lục Dương cùng Mạnh cảnh Chu thân phận, cũng liền hiểu rõ. Một cái vấn đạo tông đệ tử, không cần nhiều lời, chiến lực siêu quần, là cùng giai vô địch đại danh từ. Trên thực tế, năm đại tiên môn đệ tử đều là cùng giai vô địch đại danh từ, không thể vượt cấp chiến đấu đi ra ngoài đều không có ý tứ nói mình là năm đại tiên môn. Chỉ bất quá người phục vụ không biết đến là lục dương tại năm đại tiên môn bên trong đều là đặc biệt có thể đánh tại cùng ngũ hành tông chiến đấu bên trong đánh bại ngũ hành tông mạnh nhất trúc cơ kỳ một cái mạnh gia trực hệ mạnh gia tại đế đô là có tiếng có thể dày vò trả thù có thể từ mạnh gia xếp hàng đến hoàng cung mạnh gia dòng chính đệ tử không có chút bản lãnh mang theo sớm đã bị đánh chết người phục vụ còn nghe nói tổng bộ bên kia cân nhắc thiết lập một cái mạnh gia thân người ngoài ý muốn hiểm hai vị nội đang cũng không cần sao người phục vụ lấy ra nội đan đây là kim đan kỳ yêu thú trên thân đáng giá nhất đồ vật có thể luyện chế đề cao kết đan xác suất đan dược tại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bên trong tương đương được hoan nghênh có chút nửa bước kim đan kỳ tu sĩ cự ly chân chính kim đan kỳ kém chính là cái này một hạt dùng nội đang luyện chế đan dược không có tác dụng gì một khối bán đi mạnh cảnh chu không thèm để ý khoát tay người phục vụ rất nhanh liền ước định ra những này yêu thú thi thể giá cả không sai biệt lắm ba đầu kim đang trung kỳ hoàn chỉnh yêu thú thi thể có thể mua một trương định hướng truyền tống phù đây là dùng mạnh gia thân phận đánh gãy kết quả lại đến năm tấm định hướng truyền tống phù mạnh cảnh chu nếm đến ngon ngọt lại mua năm tấm hiện tại hắn trong tay có chín cái định hướng truyền tống phù có thể đối phó chín cái nguyên anh kỳ yêu thú cái này phối trí tại rừng rậm đầy đủ sông pha cho ngươi bốn tờ mạnh cảnh chu phân cho lục dương bốn tờ có cấp bậc cao hơn truyền tống phù sao mạnh cảnh chu hỏi cấp bậc cao hơn chính là đối mặt hóa thần kỳ yêu thú công kích cũng sẽ không gián đoạn truyền tống chờ một lát ta tra một cái bởi vì định hướng truyền tống phù giá cao chót vót có rất ít người mua người phục vụ đối với cái này hiểu rõ cũng không nhiều không có ý tứ chúng ta nơi này chỉ trữ bị nguyên anh cấp định hướng truyền tống phù hóa thần cấp định hướng truyền tống phù chỉ có tổng bộ có cần chúng ta điều tới sao để các ngươi tổng bộ đưa tới ba tấm đi mạnh cảnh chu từ trước đến nay chú trọng an toàn được rồi gần nhất trong rừng rậm có xuất hiện thiên tài địa bảo tin tức sao lục dương nghe ngóng thương hội có cái này một hạng phục vụ danh xưng chỉ cần linh thạch cho đủ cái gì tình báo đều có thể cho ngươi tìm ra đây đương nhiên là hư giả tuyên truyền tối thiểu nhất đại sư tỷ tuổi tác thương hội liền không biết rõ Người phục vụ bày ra tới một cái mời tư thế, mời hai người tiến vào cách âm thất, khởi động trận pháp, phòng ngừa ngoại giới dò xét. Việc quan hệ trọng yếu tình báo, liền không thể trước mặt mọi người nói. Có người phát hiện song sinh tịnh đế liên. Người phục vụ đi thẳng vào vấn đề. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cùng nhau sửng sờ, đêm qua vừa nâng lên cái này gốc thiên tài địa bảo, hiện tại liền xuất hiện tung tích. Ở đâu? Người phục vụ trải rộng ra địa đồ. Chỉ vào trong đó một cái hồ, tại trấn yêu quan phía nam 110 dặm một mảnh trong hồ phát hiện, nguyên bản kia phiến hồ có một đầu kim đan hậu kỳ ngư vương, là cá nóc tinh, thể nội ẩn chứa kịch độc, cùng cấp bậc có rất ít người có thể gánh vác được, nó là làm chi không thẹn một phương bá chủ. Mà lại trong truyền thuyết nó còn cùng bốn đầu kim đan kỳ yêu thú giao hảo, kết thành liên minh, hại người vô số. Ngay tại ba ngày trước, có người ngộ nhập ngư vương lãnh địa, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, ai ngờ cũng không lọt vào công kích bên hồ còn có bốn đầu kim đan kỳ yêu thú thi thể là trúng độc mà chết về sau trải qua kiểm tra thi thể đã chứng minh điểm này đồng thời người kia còn tại trong hồ tìm được ngư vương thi thể thất linh bác lạc chúng ta suy đoán hẳn là ngư vương cùng cái này bốn đầu yêu thú xuất hiện khác nhau chia của không đồng đều phát sinh nội đấu bốn đầu yêu thú bị ngư vương hạ độc chết ngư vương cũng bị đánh chia năm xẻ bảy một mệnh ô hô những người sau này ở mảnh này trong hồ phát hiện song sinh tịnh đế liên, trước đây một mực bị ngư vương thủ hộ, nấp rất kỹ. Cốc kia song sinh tịnh đế liên còn có 5 ngày liền sẽ nở rộ, đã có không ít người nhận được tin tức, chuẩn bị cướp đoạt. Song sinh tịnh đế liên A. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều lộ ra cảm thấy hứng thú tiếu dung. Bọn hắn đều chưa có xác định muốn kết cái gì kim đan, Lục Dương không muốn kết kiếm đan, Mạnh Cảnh Chu không muốn kết độc thân kim đan, đều cần mượn nhờ ngoại vật tìm kiếm linh cảm thưởng thức song sinh tịnh đế liên có khả năng đạt được kim đan cảm ngộ cái này trong vấn đạo tông là có ví dụ có một vị sư huynh tại kết đan lúc trùng hợp gian phòng song sinh tịnh đế liên nở hoa hắn tại dạ quan hạ quan sát hoa sen sinh lòng cảm ngộ kết xuất tính công kích cực mạnh âm dương kim đan vận chuyển âm dương kim đan âm dương quái khí nói thốt ra kéo cừu hận hiệu quả nhất lưu người kia lục dương cũng quen thuộc chính là còn tại màu vàng kim Phật quốc lịch luyện nhị sư huynh. Còn có huyền không miếu trụ trì, năm đại tiên môn người cầm lái bên trong duy nhất độ kiếp kỳ, hắn tại kim đan kỳ lúc cũng là tham khảo song sinh tịnh đế liên. Huyền không miếu chủ trì trên kim đan hoa văn hoa sen dáng vẻ, cứ như vậy, hắn ngày sau biện kinh, giảng kinh, đều sẽ xuất hiện miệng phun hoa sen, bộ bộ sinh liên đặc hiệu, phi thường có thể dọa người. Cái này cùng pháp thuật còn không đồng dạng, pháp thuật dù sao cũng là ngoại lực, hắn thì là tự động xuất hiện đặc hiệu, thuần tự nhiên. Dẫn tới rất nhiều đại năng tôn sùng, bởi vậy có thể thấy được song sinh tịnh đế liên công hiệu mạnh. Hạt sen cũng ăn ngon. Bất hủ tiên tử nhắc nhở lục dương, song sinh tịnh đế liên một cái khác nặng công hiệu. Nàng giết ngư vương thời điểm cũng chú ý tới song sinh tịnh đế liên tồn tại, chỉ bất quá khi đó còn chưa nở rộ, tùy tiện thu thập sẽ để cho hoa sen mất đi linh tính. Làm một tên tiên trù, hoặc là nói trên thế giới một vị duy nhất tiên trù tự nhiên không thể dạng này phung phí của trời hạt sen có thể làm canh hạt sen ngụ ý nhiều con nhiều phút ngày sau ngươi muốn hài tử có thể cho ngươi lão bà làm cái này tiên tử ngươi tư duy quá vượt mức quy định đi ta liền vị hôn thê đều không có sớm muộn cũng sẽ có đây là tiên nhân chúc phúc bất hủ tiên tử lòng tin tràn đầy lời chúc phúc của nàng còn không có ra hỏi đến đề lục dương cảm thấy mình mệnh đồ nhiều thăng trầm ly khai thương hội tạm thời cáo biệt ưng sơn ngũ hiệp lục dương cùng mạnh cảnh chu trở lại lữ xá để cửa hàng tiểu nhị đi phụ cận mua mấy đạo thức ăn ngon đưa đến riêng phần mình gian phòng đúng rồi không muốn đậu hũ lên lầu trước lục dương căn dặn cửa hàng tiểu nhị vẫn là trên giường dễ chịu lục dương về đến phòng một cái bay nhào nhào về phía thoải mái giường lớn một mặt hạnh phúc đúng không đi ngủ rất thoải mái. Có tử vong thời gian vượt qua 30 vạn năm hoàng mổ đậu phi thường đồng ý lục dương ý nghĩ. Nàng hiện tại mỗi ngày chính là tại tinh thần không gian bên trong đi ngủ, tâm tình tốt liền ngủ thêm một hồi, tâm tình trên lệch liền thiếu đi ngủ một lát. Làm cho người vui mừng là, nàng tâm tình vẫn luôn rất tốt. Bất hủ tiên tử đợi nửa ngày cũng không có chờ đến lục dương đáp lại, nàng lúc này mới chú ý tới, lục dương đã ngủ, miệng có chút mở ra, ngủ được rất là thâm trầm mấy ngày nay tại rừng rậm sinh hoạt thực sự quá mệt mỏi lục dương thời khắc bảo trì cảnh giác giống như là một cây căng cứng dây cung vừa tiếp xúc với thoải mái dễ chịu hoàn cảnh cả người đều triệt để buông lỏng xuống tới mạnh cảnh chu bên kia tình huống cùng lục dương không sai biệt lắm cũng là ngã đầu liền ngủ hắn từ nhỏ nuông chiều từ bé muốn trên trời ngôi sao trong nhà đều có thể hái xuống khi nào tại rừng rậm bên trong nhận qua loại khổ này khách quan ngày điểm đồ ăn đến cửa hàng tiểu nhị khẽ chọc cửa phòng bất hủ tiên tử lo lắng sẽ đánh thức lục dương tạm thời tiếp quản lục dương thân thể trước đi mở cửa suỵt nói nhỏ chút đang ngủ bất hủ tiên tử ngón tay dọc tại ở giữa nhẹ nói nhắc nhở cửa hàng tiểu nhị thanh âm quá lớn điểm tiểu nhị đem khay đưa cho bất hủ tiên tử theo bản năng hạ giọng được rồi khách quan bất hủ tiên tử tiếp nhận bàn ăn đóng cửa phòng đem đồ ăn phóng tới trên mặt bàn khống chế lục dương thân thể trở lại trên giường bày thành trước đó tư thế xem như vô sự phát sinh thật nhàm chán a à, ta cũng ngủ đi bất hủ tiên tử ngáp một cái tại tinh thần không gian bên trong ngủ thiếp đi các loại cửa hàng tiểu nhị đi đến đầu bậc thang thời điểm chợt nhớ tới dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy gian phòng tình huống gian kia phòng không phải chỉ có mở cửa khách nhân một người kia sao ai đang ngủ không hiểu hắn cảm giác phía sau có một cổ hàng ý giống như là bị người chú ý đến theo bản năng tăng nhanh xuống lầu bộ pháp tiên nhân phù hộ tiên nhân phù hộ ta cũng không có làm qua việc trái với lương tâm a thật là thoải mái a lục dương từ trên giường tỉnh lại Thơm quá hắn nhìn thấy trên mặt bàn bày đầy ba ăn mặn một chay một chén canh phi thường kinh ngạc đây là ở đâu ra đồ ăn hắn xác thực nhớ kỹ lên lầu thời điểm để cửa hàng tiểu nhị đưa cơm nhưng hắn không nhớ rõ mở cửa a à. ta có mộng du thói quen lục dương gãi gãi đầu cảm thấy mình ngủ mơ hồ não có chút loạn nên nói không nói cửa hàng tiểu nhị phẩm vị tương đương không tệ đưa tới đồ ăn đều rất có nơi đó đặc sắc hương vị cũng rất tốt mềm non thuận hoạt nguyên vật liệu nên là trúc cơ kỳ yêu thú có thể bổ sung linh lực khôi phục tinh thần nguyên bản lục dương muốn hỏi bất hủ tiên tử muốn hay không tạm thời chiếm cứ thân thể của hắn nếm thử trấn yêu quan đặc sản hắn phát hiện bất hủ tiên tử còn đang ngủ cũng không có bảo nàng ăn uống no đủ về sau lục dương tinh thần phấn chấn tối hôm qua hoàn toàn là hai người hắn tìm tới sát vách mạnh cảnh chu ngươi nói là muốn cho ta dạy cho ngươi la hán quyền mạnh cảnh chu nghe được lục dương yêu cầu thoáng có chút kinh ngạc hôm nay sáng sớm ta nghỉ nghỉ ta tại pháp thuật kiếm pháp bên trên có lập nên thiếu khuyết một môn quyền pháp sung làm bề ngoài lúc chiến đấu cục biến ảo khó lường nói không chừng liền hữu dụng quyền pháp thời điểm ngươi không phải sẽ tượng hình quyền sao sau đó triệu hoán đại sư tỷ mạnh cảnh chu cảm thấy đây quả thật là có chút quá mức ngươi muốn đánh như vậy quyền chiến đấu này liền không có cách nào chơi cái này hoàn toàn chính là thỉnh thần thuật mà lại lục dương tượng hình quyền cùng hắn nói là quyền pháp không bằng nói là biến hình thuật có được hay không sư phụ đối với phương diện này cũng không có gì tỷ húy là hán quyền tuy nói trân quý nhưng ngươi trở về tìm đại sư tỷ cũng có thể học đơn giản là ngươi dựa dẫm vào ta học vẫn là từ đại sư tỷ nơi đó học khác nhau thôi phàm là biết rõ danh tự đều có thể từ đại sư tỷ nơi đó học được đại sư tỷ bây giờ không có cũng có thể căn cứ danh tự hiện trường biên ra một bộ vậy thì tốt quá nghĩ đến chính mình lại có thể học được một môn quyền pháp lục dương trong lòng hỏa nhiệt Ngươi thà rằng học la hán quyền Cũng không nguyện ý học ta la hán quả quyền Bất hủ tiên tử khí thẳng dậm chân Cái này la hán quyền nghe xong danh tự liền không mạnh Nào có tiên tử quyền pháp êm tai Chờ ngươi học xong la hán quả quyền Liền có thể tiếp tục học hoa tiêu quyền bát giác quyền Cây thì là quyền chờ thêm ngàn loại quyền pháp Sau đó dung hội quán thông Học thành tiên tử quyền pháp Đến lúc đó ngươi chính là thiên hạ vô địch A Đối mặt tiên tử vẽ bánh nướng Lục dương thở dài, tiên tử ngươi phàm là đưa cho ngươi quyền pháp đổi cái tên ta cũng liền học được. Chiến đấu thời điểm người khác không phải bác cực quyền chính là hám thiên lục thức, đến chính mình nơi này, hỏi ngươi sư thừa người nào, dùng quyền pháp gì, lục dương cũng không thể nói đây là tiên tử quyền pháp. Chiến đấu trước khí thế liền ném đi một nửa. Lục dương cùng mạnh cảnh chu mướn một chỗ phong bế diễn võ trường, bắt đầu học tập la hán quyền. La hán quyền lai lịch ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa, dù sao cũng là học thuộc lòng, ngươi có thời gian chính mình tìm sách nhìn lại mạnh cảnh chu nhảy qua liên quan khâu đi vào thực chiến dạy học chỉnh thể sáo lộ chú ý trở lên phá dưới trở xuống phá bên trên chỉ phải đánh trái dương đông kích tây đột xuất hư thực không chừng nhanh chóng hay thay đổi đặc thù đồng thời lấy khí phát thổi răng phát ra tiếng như sấm lấy âm thanh trợ uy lấy khí gấp rút lực tựa như dạng này mạnh cảnh chu thân ngực cao thẳng hai cánh tay tự nhiên rủ xuống nhìn phía trước chân trái phía bên trái mở nửa bước, hai trưởng từ dưới hướng lên, hướng ra phía ngoài hoạch cung. Ha! Mạnh cảnh chu thi triển quyền pháp thời điểm ra dáng như là nộ mục kim cương, uy nghiêm như ngục, thanh âm to lớn, ẩn ẩn có Phật môn sư hống công dáng vẻ. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Đây là trung bình tấn đơn roi. Đây là triển cước trùng quyền. Đây là đại bằng tranh trảo. Mạnh cảnh chu từng cái biểu hiện ra là hán quyền chiêu thức, nhìn lục dương cảm xúc bành trướng khi hắn một bộ liên chiêu xuống tới đem la hán quyền chân lý biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế tự hồ thật sự có một vị la hán xuất hiện tại lục dương trước mặt hàng yêu trừ ma nhất là nghĩ đến tam trưởng lão tuyệt kỷ thành danh hám thiên lục thức chính là từ la hán quyền bên trong cảm ngộ ra càng làm lục dương hưng phấn nói không chừng hắn cũng có thể từ la hán quyền bên trong lĩnh ngộ được cái khác quyền pháp nói đến Tam trưởng lão có đã nói với ngươi hắn là thế nào từ la hán quyền bên trong lĩnh ngộ hám thiên lục thức sao? Lục Dương hỏi, cảm thấy nói không chừng có thể tham khảo một phen. Có a à. Mạnh cảnh chu hồi ức nói, sư phụ nói hắn tuổi trẻ sự tình đi màu vàng kim Phật quốc du lịch, gặp một vị tinh thông la hán quyền lão giả, danh xưng hàng ma la hán, đem sư phụ đánh cùng cháu trai đồng dạng. Sư phụ bị đánh chạy trối chết, vì không bị tiếp tục bị đánh, sư phụ tại trong tuyệt cảnh bột phát, sáng tạo ra thuộc về mình quyền pháp hám thiên lục thức. Lục dương, chấm chấm. Cái này sáng tạo quyền pháp quá trình làm sao cùng ta trong tưởng tượng không đồng dạng đâu. Khi lúc ấy tam thực trưởng lão đánh thắng đối phương sao? Không, đối phương so sư phụ cao một cái đại cảnh giới. Đến, đứng trung bình tấn, dọn xong tư thế, bắt đầu học tập la hán quyền. Lục dương học tập vừa rồi mạnh cảnh chu động tác, khí trầm đang điền, tưởng ngực ngẩng đầu, chân trái phía bên trái mở nửa bước, hai chưởng hoạch cung. Ha! Thanh âm không đủ lớn, lại đến. Ha! Thanh âm lại lớn. Ha! Lục dương giọng càng lúc càng lớn, rốt cục đạt tới mạnh cảnh chu tiêu chuẩn. Sư phụ dạy bảo qua ta, lúc chiến đấu kêu to là một loại buông ra hạn chế phương thức, thanh âm càng lớn, càng có thể phát huy ra lực lượng chân chính, thậm chí siêu việt bình thường lực lượng. Tra quyền thời điểm muốn để cánh tay cùng ánh mắt bảo trì trình độ nắm tay quan trọng tưởng tượng trong tay nắm chặt một hạt cục đá dùng lực lượng lớn nhất nắm lấy cục đá giống như là muốn bóp nát đồng dạng những này là mạnh cảnh chu học tập quyền pháp thời điểm tam trưởng lão dạy hiện tại cũng dạy cho lục dương la hán quyền chú ý trên dưới đi theo bước tiện tay biến kình lực kết hợp cương nhu động tác của ngươi quá cứng nhắc muốn ăn khớp muốn nhu hòa. Mạnh cảnh chu từng cái vạch lục dương sai lầm, giúp cho đến chính, đây đều là luyện quyền thường xuyên gặp sai lầm. Lục Dương tại võ học Thượng Thiên Phú không tệ, cái này từ hắn dùng gần nửa ngày thời gian liền học được tượng hình quyền, lại dùng gần nửa ngày thời gian cải tiến là lục thị tượng hình quyền liền có thể nhìn ra. Khổ Hải vô nhai, quay đầu là bờ. Lục Dương rất nhanh liền học ra dáng, hai đầu lông mày đều có người xuất gia từ bi, xem xét chính là đại thiện nhân lục dương vang lên bên tai mạnh cảnh chu ân cần dạy bảo sư phụ đã nói với ta la hán quyền là khuyên người hướng thiện quyền pháp cái gọi là khổ hải vô nhai quay đầu là bờ nếu là có thể một bộ quyền pháp xuống tới để cho người ta buông xuống đồ đao hoàng lương hướng thiện cái này la hán quyền cũng liền đại thành chỉ là đáng tiếc thế nhân nhiều ngu muội không cách nào buông xuống vũ khí trong tay một lòng hướng thiện là có thể đem la hán quyền luyện tới đại thành trong lịch sử cũng bất quá hai ba người mạnh cảnh chu một tay đặt trước ngực, thật là có đạt được cao tăng ý vị. Học tập la hán quyền thời điểm, tâm cảnh cũng rất trọng yếu, tốt nhất là tưởng tượng thành chính mình là đệ tử Phật môn. Ta học la hán quyền thời điểm vì thế còn học tập một hồi Phật Kinh. Đọc thuộc lòng Phật Kinh sao? Lục Dương cảm giác chính mình ẩn ẩn tìm được phương pháp. Lục Dương không cần hiện học Phật Kinh, lúc trước hắn tại tàn kinh các thời điểm lúc rảnh rỗi đọc qua mấy ngày Phật Kinh, Kim Cương Kinh, Minh Vương Kinh, Tâm Kinh loại hình, thôi miên hiệu quả nhất lưu. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiển hiện bất hủ tiên tử tinh xảo khuôn mặt. Bất hủ tiên tử mặt màu vàng nhạt áo ngủ, nghiêng đầu cùng lục dương đối mặt. Tiên tử ngươi có thể hay không đứng ở ta tinh thần không gian bên cạnh, ta đang nhớ lại Phật Kinh. Nhà Trong tầm mắt không có bất hủ tiên tử, lục dương mới bắt đầu hồi ức Phật Kinh, Kim Cương Kinh, Minh Vương Kinh, Tâm Kinh nội dung hiện lên ở trước mắt, Lục Dương phỏng đoán cùng lý giải kinh văn lấy tác giả tâm cảnh, đem chính mình đặt trong đó. Trong hiện thực, Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc nhìn xem Lục Dương. Lục Dương hai mắt nhắm chặt, động tác so ngay từ đầu muốn chậm chạp, giống như là hình như khô một lão giả, nhưng hắn trong lúc giơ tay nhất chân đều có loại kia từ bi cao tăng cảm giác. Hẳn là Lục Dương cái này tiểu tử thích hợp xuất gia. Mạnh Cảnh Chu âm thầm suy đoán. Theo Lục Dương đối Phật kinh, đối la hán quyền cảm ngộ làm sâu sắc, động tác cũng càng phát ra trôi chảy, như là nước chảy mây trôi, không có chút nào dừng lại, giống như là luyện tập hàng trăm hàng ngàn lượt, động tác sớm đã thuộc nằm lòng, hóa thành bản năng. Phanh phanh. Lục Dương mỗi đánh ra một quyền, đều phát ra không khí bạo phá thanh âm, ẩn ẩn có Phật âm quanh quẩn, giống như là hư không có lão tăng niệm kinh, dạy bảo thế nhân thiện chí giúp người. Lục Dương nhắm mắt đánh quyền, một mực từ sáng sớm đánh tới chạng vạn tối mạnh cảnh chu thấy mình không có gì có thể lấy dậy liền ngồi xổm ở một bên nhìn xem lục dương cháu trai này cái gì thời điểm mới mở mắt hô lục dương đánh xong một bộ hô hấp kết thúc công việc mở ra hai mắt con ngươi sáng như tuyết sáng ngời có thần luyện thành rồi mạnh cảnh chu giật mình nhìn xem lục dương hắn thế nhưng là học được trọn vẹn ba ngày mới học được cái này tiểu tử một bạch thiên công phu liền thành cái này còn có thiên lý sao hơi có tạo thành lục dương khiêm tốn nói đi thử một chút mạnh cảnh chu lòng ngứa ngáy muốn nhìn lục dương học như thế nào hắn cũng không tin chính mình luyện hơn nửa tháng còn có thể đánh không lại lục dương cái này học tập một ngày vậy liền thử một chút lục dương cũng là ngứa tay muốn diễn luyện một phen nhìn xem chính mình trình độ hai người liếc nhau đồng thời triển khai tư thế không hẹn mà cùng thi triển la hán quyền tiến hành thuần túy so đấu. Hắc hổ đào tâm. Hắc hổ đào tâm. Đập xuống nền. Đập xuống nền. Hai người quyền cước va chạm, thế bên đại lực mạnh, giống như là từng đạo sấm sét ở trong sân nổ tung, chấn động đến bên ngoài diễn võ trường vây cây già lá cây đều hoa hoa tác hưởng. Hai người chiêu số tương đồng, lực lượng tương đồng, đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, một thời gian khó mà phân ra thắng bại. Không nghĩ tới a, à, học được bất quá một cái ban ngày ngươi liền cùng ta đồng dạng la hán quyền nhập môn nói không chừng ngươi có một ngày có thể luyện thành la hán quyền đại thành khuyên người hướng thiện may mắn mà thôi lục dương tuy là nói như vậy nhưng từ một mặt đắc ý biểu lộ nhìn cùng hai chữ may mắn không chút nào dính dáng lục dương vừa định lại thận trọng vài câu trong lúc vô tình liếc về mạnh cảnh chu đầu đỉnh thần sắc khẽ biến làm sao vậy ta đầu có vấn đề gì không mạnh cảnh chu không hiểu ra sao không không có gì vấn đề lục dương nhãn quan trốn tránh giống như là làm việc trái với lương tâm đồng dạng mạnh cảnh chu hồ nghi nhìn xem lục dương theo bản năng đi sờ đầu các loại đầu trên có phải hay không thiếu đi cái gì đồ vật tóc của ta đâu mạnh cảnh chu từ thân phận trong ngọc bội móc ra một mặt cái gương nhỏ đối đầu soi nửa ngày đầu của hắn trần trùng trục ma tước đứng tại phía trên đều trượt hắn trọc giống như là một vị la hán tinh thần không gian bên trong bất hủ tiên tử cười ngửa tới ngửa lui lục dương ngươi giải thích cho ta rõ ràng đây là có chuyện gì mạnh cảnh chu phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi lục dương tóc của hắn là luyện thể một bộ phận làm sao có thể vô duyên vô cớ liền rơi mất hắn vừa phát hiện chân mình bên cạnh đều là tóc vừa rơi ta ta cũng không biết rõ a à chính là vừa rồi đánh quyền thời điểm ta phát hiện ngươi tóc rơi đặc biệt nhanh ta muốn nhắc nhở ngươi thời điểm tóc đã rơi sạch lục dương có chút bối rối hắn là thật không minh bạch là nơi nào xảy ra vấn đề nói đến đây lục dương dường như nghĩ thông suốt sự tình gì bừng tỉnh đại ngộ ta minh bạch ngươi minh bạch cái gì rồi ngươi nghĩ a à, là hán quyền mục đích có phải hay không khuyên người hướng thiện ác từ đâu đến từ phiền não bên trong đến phật môn có ba ngàn phiền não tơ thuyết pháp không có ba ngàn phiền não tơ, liền không ác ý, cũng liền có thể hướng thiện. Còn nữa nói, ngươi bây giờ hình tượng nhiều giống một vị la hán, cùng la hán quyền đặc biệt dựng. Mạnh cảnh chu nghe vậy, bỗng nhiên nhào về phía lục dương, như hổ đói vồ mồi, ta nhìn ngươi mới giống la hán. Lục dương chột dạ, nhanh chân liền chạy, ta đây là la hán quyền đại thành, ngươi không thể đánh ta. Ngươi cái này căn bản cũng không phải là la hán quyền, là cạo đầu thuật ngươi đứng lại đó cho ta bốn ngày thời gian rất nhanh liền quá khứ làm ưng sơn ngũ hiệp dựa theo ước định tại thành cửa ra vào tập hợp lúc kinh ngạc nhìn xem lục dương cùng mạnh cảnh chu hai vị thiếu hiệp tóc của các ngươi đâu mũi ưng lão đại nhìn thấy lục dương cùng mạnh cảnh chu trên đầu một sợi tóc đều không có vấn đề thốt ra hỏi xong hắn liền hối hận nói đến đây cái vấn đề hai vị thiếu hiệp sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi Mạnh cảnh chu tóc đến cùng cũng không có mọc ra Lạc quan đoán chừng còn cần lại đợi thêm mấy ngày Lục dương vì tạ tội Lắng lại mạnh cảnh chu lửa giận Đành phải đem tóc của mình cũng cạo sạch Cái này trong lại vòng vài ngày Bất hủ tiên tử miệng liền không có khép lại qua Một mực vui Mũi ưng lão đại âm thầm phỏng đoán Hẳn là hai vị thiếu hiệp là đệ tử Phật môn Trước đây một mực mang tóc giả Hắn càng nghĩ càng thấy phải là đạo lý này Hai vị thiếu hiệp một mực không có nói qua bối cảnh của chính mình, rất có thể là bởi vì bọn hắn đến từ Phật Môn, Phật Môn làm việc không muốn khoe khoang. Hiện tại cần tranh đoạt song sinh tịnh đế liên, không chỉ cần phải vũ lực, còn cần thân phận chấn nhiếp. Về phần giết yêu thú ăn yêu thú, cũng có thể lý giải, trong Phật Môn có loại này rượu thịt hòa thượng, không nhiều, nhưng xác thực có. Đi thôi. Lục Dương cùng mạnh cảnh chu tiếng trầm nói, không nguyện ý làm quá nhiều giải thích dựa theo thương hội chỉ dẫn địa đồ một đoàn người rất nhanh liền đi tới song sinh tịnh đế liên chỗ kia phiến hồ lúc này chu vi hồ vây đã bu đầy người phóng tầm mắt nhìn tới trúc cơ trung kỳ đều không có mấy người số lượng nhiều nhất là trúc cơ hậu kỳ tiếp theo chính là kim đan kỳ song sinh tịnh đế liên đối kết đang có hiệu quả có thể dẫn tới đại lượng cần kết đang tu sĩ đến kim đan kỳ tác dụng liền nhỏ rất nhiều không phải bằng vào hồ chủ nhân một con cá cũng thủ không được song sinh tịnh đế liên. Hồ Trung ương, hai gốc hoa sen nụ hoa chớm nở, trắng trẻo mũm mỉm, như là song sinh tử, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trên hoa sen. Nơi này khắp nơi đều là nước, đến thời điểm cướp đoạt thời điểm không tiện động thủ A. Có trúc cơ hậu kỳ nhíu mày, hắn không am hiểu thủy chiến, nếu là đối trong tay có am hiểu thủy pháp, phi thường bất lợi. Bơm nước đi. Nói, hắn móc ra những trữ vật, dùng sức giả nước hồ những người khác thấy thế cảm thấy đó là cái phương pháp tốt cũng nhao nhao bắt chước hỗ trợ những trữ vật chỉ có thể chứa đựng tử vật vừa vặn có thể chỉ chứa nước không giả trong hồ sinh vật hắn là tứ tượng tông bạch hổ thánh tử nghe nói hắn tập được một thân sát phạt chi thuật mặc dù chỉ có trúc cơ trung kỳ nhưng coi như đối mặt nửa bước kim đan kỳ cũng có sức đánh một trận mũi ưng lão đại mấy ngày nay đều không có nhàn rỗi một mực tại điều tra ai có thể tới tranh đoạt song sinh tịnh đế liên Bạch Hổ Thánh Tử chính là một cái trong số đó. Tứ tượng Tông là tiếng tâm lừng lẫy nhất phẩm Tông Môn, lấy tứ tượng truyền thừa lấy xưng, lịch đại đều có kiệt xuất truyền nhân, hãng hữu suy sụp. Trung ương đại lục theo thói quen đem Tông Môn chia làm khác biệt đẳng cấp, phàm là không có hóa thần kỳ tu sĩ trấn giữ, đều thuộc về bất nhập lưu Tông Môn, là nhất cuối cùng. Tiếp theo là tam phẩm Tông Môn, có được một vị đến mấy vị hóa thần kỳ tu sĩ. Nhị phẩm Tông Môn, có được một vị đến mấy vị luyện hư kỳ tu sĩ. Nhất phẩm tông môn, có được một vị đến mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ. Siêu phẩm tông môn, có được một vị độ kiếp kỳ đại năng tại thế. Siêu phẩm phía trên, chính là năm đại tiên môn. Năm đại tiên môn bên ngoài tiêu chuẩn là có một vị độ kiếp kỳ tu sĩ, cùng so sánh độ kiếp kỳ thủ đoạn của tu sĩ. Nhưng trên thực tế đến tột cùng có nắm chắc bao nhiêu bài, liền không được biết rồi. Còn có cái kia nữ tu, Thanh Nguyệt Tông Tông chủ quan môn đệ tử An Khả, trúc cơ hậu kỳ tu vi, là Thanh Nguyệt Tông trúc cơ kỳ bên trong người mạnh nhất, liền liền Thanh Nguyệt Tông Tông chủ đều nói, tại cùng cấp bậc, hắn không phải là đối thủ của An Khả. Người gian hồ truyền, Thanh Nguyệt Tông phía sau là Nguyệt Quế Tiên Cung, chỉ bất quá một mực không người có thể chứng thực điểm này. Khi là thiên vấn đao đoạn hồng trần, từng nhiều lần chém giết kim đan kỳ yêu thú, mọi người đều cho là hắn đã kết đan, trên thực tế hắn chỉ là nửa bước kết đan, một mực tại tìm kiếm thích hợp kết đăng cơ duyên. Mũi ưng lão đại từng cái điểm ra đáng giá chú ý người, những người này có đến từ từng cái tông môn thế gia, truyền thừa kinh người, có là trấn yêu quan người địa phương, là giết ra tới danh khí. Khách quan mà nói, Lục Dương cùng mạnh cảnh chu danh khí liền nhỏ rất nhiều, bọn hắn vừa tới trấn yêu quan không có mấy ngày, một mực ở tại rừng rậm, không cùng người giao lưu, biết rõ bọn hắn người lác đác không có mấy. Khi hai tên hòa thượng là ai, bạch mã tự đệ tử sao vẫn là phù đồ tự đệ tử có người chú ý tới lục dương cùng mạnh cảnh chu hai cái này toàn trường duy hai đầu trọc người trong đám người phá lệ dễ thấy bạch hổ thánh tử nhíu mày ta theo sư tôn bái phỏng qua bạch mã tự cùng phù đồ tự chưa thấy qua có hai người kia a giả hòa thượng vẫn là cái nào không biết tên trong chùa miếu ra thân là tứ tượng tông hắn luôn luôn cho rằng nhất phẩm trở xuống tông môn đều là không biết tên tông môn không đáng hắn chú ý. An khả mặt không biểu lộ, nàng dùng ánh mắt còn lại phủi lục dương cùng mạnh cảnh chung một chút, cùng trong trí nhớ trúc cơ kỳ cao thủ đối ứng một lần, không có đối ứng bên trên, liền không có để ý bọn hắn. Thiên vấn đao đoạn hồng trần gặp lục dương hai người bất quá là trúc cơ hậu kỳ, không nhìn thẳng hai người, đối thủ của hắn chỉ có những cái kia giấu ở trong đám người kim đan tu sĩ. Những này kim đan tu sĩ đến cướp đoạt tịnh đế liên, vì thế hệ con cháu kết đan, sẽ không quá liều mạng, gặp được sinh tử chiến đấu, cái thứ nhất lui chính là những người này. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe được người bên ngoài suy đoán bọn hắn là nhà nào hòa thượng, trên trán nổi lên gân xanh, ngươi mới là hòa thượng, cả nhà ngươi đều là hòa thượng. Đều do ngươi, không phải để cho ta cạo đầu. Lục Dương dẫn đầu làm khó dễ. Mạnh Cảnh Chu đối với cái này sớm có dự án, trách ta. Rõ ràng là ngươi la hán quyền lệch ra không hợp thói thường. Nhìn ta ngày nào viết một lá thư, tiến cử ngươi tiến vào huyền không miếu lấy lục dương tư chất có tư cách tiến vào huyền không miếu hoặc là nói huyền không miếu nhiệt liệt hoan nghênh cũng là có khả năng dù sao có thể so sánh đại sư tỷ pháp thuật thiên phú trên đời cũng không tìm tới cái thứ hai lục dương ngươi muốn xuất gia sao bất hủ tiên tử lưu luyến không rời không vấn đạo tông là nhà ta ta cũng là không đi lục dương cho thấy lập trường của mình sinh là vấn đạo tông người chết là vấn đạo tông quỷ. Mau nhìn, hoa sen muốn mở. Có người kêu to, gây nên đám người chú ý. Tịnh đế liên nở hoa, phát ra thấm vào ruột gan mùi thơm, gây nên mọi người điên cuồng cướp đoạt. Theo một tiếng hổ gầm, bạch hổ thánh tử dẫn đầu động thủ, cái trán chậm rãi hiện ra một cái, vương, chữ, gương mặt xuất hiện màu trắng lông tóc, con ngươi dựng thẳng lên, giống như là một đầu lão hổ. Tịnh đế liên là của ta, ai cũng không muốn đoạt hắn gào thét một tiếng, nhanh như một trận gió. Ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi. La hán quyền. Mạnh cảnh chua xuất thủ, đánh ra la hán quyền, khuôn mặt từ bi, trách trời thương dân, không có 20 năm xuất gia kinh nghiệm đánh không ra loại quyền pháp này. Nắm đấm nặng không hợp thói thường, đập bạch hổ thánh tử thất điên bác đảo, ngã tại vũng bùng bên trong. Bạch hổ thánh tử não có chút mộng, đây là hắn lần thứ nhất vượt cấp khiêu chiến thất bại. Hắn chiến đấu từ trước đến nay là vượt cấp khiêu chiến, lấy trúc cơ trung kỳ chiến thắng trúc cơ hậu kỳ dễ như trở bàn tay, chưa từng thua trận. Không nghĩ tới lần này thất bại. Quả nhiên là hòa thượng. An khả chắc chắn trước đó suy đoán. Ngươi mới là hòa thượng. Mạnh cảnh chu cả giận nói. Đầu trọc, sẽ là hán quyền, còn nói ngươi không phải hòa thượng. Canh thứ hai muốn muộn nửa giờ. Song sinh tịnh đế liên liên quan đến kết đan, ai cũng sẽ không khiêm nhượng, rất nhiều trúc cơ hậu kỳ hỗn chiến, loạn thành một bầy. Ưng Sơn đang nghe truyện trên TV audio CV ngũ hiệp có tự mình hiểu lấy, biết rõ bọn hắn chút bản lãnh này tại rừng rậm cầu sinh còn có thể, nhưng nếu là cùng người cứng đối cứng, vậy liền không đủ dùng. Mà lại được chứng kiến lục dương cùng mạnh cảnh chu chiến lực, Ưng Sơn ngũ hiệp không cảm thấy ai có thể giành được qua hai người. Ai 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 vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến thắng đối thủ, đối ngoại liền tuyên truyền hơn nửa ngày, tự hồ rất đáng gờm đồng dạng trái lại hai vị này hòa thượng có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu liên chiến thắng liên tiếp sức chiến đấu cỡ này từ trước đến nay chỉ ở trong truyền thuyết tưng sơn ngũ hiệp trước đây đều chưa từng gặp qua hẳn là hai người này là huyền không miếu huyền không miếu còn có thể duy nhất một lần chiêu hai người nhìn hai vị thiếu hiệp thân thủ cũng có chút ít khả năng mạnh cảnh chu có thể trở thành cùng giới người thứ hai cơ hồ có thể nói hắn là năm đại tiên môn cùng giới người thứ hai, bực này nghịch thiên chiến lực, tự nhiên dẫn tới đông đảo tu sĩ vây công, liền liền kim đan kỳ tu sĩ cũng nhìn ra mạnh cảnh chu lợi hại, liên thủ công kích. Lục Dương, ngươi tiểu tử đừng ở bên cạnh xem kịch. Mạnh Cảnh Chu một bên thi triển La Hán Quyền, một bên để Lục Dương cháu trai này tới hỗ trợ. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh đại hiệp có thể lấy một chống trăm, đơn đấu quần hùng. Lục Dương một bên trêu chọc một bên tiến vào trạng thái chiến đấu. bốn vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ liên thủ tiến công lục dương. lục dương nhìn cũng không nhìn, nghiêng người vừa trốn, nhẹ nhõm tránh thoát công kích, mua bàn tay nhẹ nhàng đánh bụng của bọn hắn. bọn hắn chỉ cảm thấy dạ dày chua chua, điên cuồng nôn mửa. khỏe, nhanh ngăn lại hắn. đám người ý thức được lục dương là một vị không kém hơn mạnh cảnh chu tu sĩ, là lần này cướp đoạt chiến đại địch. toái sơn trưởng, lại có tu sĩ công kích lục dương song trưởng xanh xám trải qua thiên chùa y bách luyện làn da cứng rắn như sắt coi như ném vào hỏa lô rèn đúc cũng khó có thể luyện hóa họa địa lao lục dương đưa ngón trỏ ra trên mặt đất nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn thân thể người nọ đột nhiên biến mất lâm vào dưới mặt đất phản phất có một cái bàn tay vô hình cứ thế mà đem hắn kéo lại đi loại này quỷ dị thủ đoạn mọi người rùng mình căn bản không biết từ đâu ứng đối họa đạo truyền nhân có người sợ hãi tháng phục, nhận ra lục dương thủ pháp, cực kỳ giống nho gia bên trong am hiểu họa đạo tu sĩ, tiện tay một vẻ, liền có điên đảo càng không chi năng. Người này không phải đệ tử Phật môn sao, làm sao lại nho gia thủ đoạn. Lục dương mỉm cười, cũng không làm giải thích, tiếp tục vẽ vòng, đối mặt đám người vây công, như vào chỗ không người, đi đi bộ nhàn nhã. Phàm là tới gần hắn, đều bị hắn đưa vào phía dưới địa lao. Ăn ta một đao, thiên vấn. Đoạn hồng trần âm thầm xuất thủ Thiên vấn đao sáng như tuyết Sáng rõ người mở mắt không ra La hán quyền Lục dương đùi phải nửa ngồi Chân trái căng cứng Lực lượng truyền khắp toàn thân Cuối cùng tập trung ở quyền trái Quyền trái hướng về phía trước khuất khuỷu tay đập lên Đỉnh khai thiên hỏi một đao Nện vào đoạn hồng trần khuôn mặt Đoạn hồng trần cảm thấy giống như là đối diện đánh tới một ngọn núi Vừa nhanh vừa mạnh Không thể nào ngăn cản Bất luận cái gì kỹ xảo đều là vô dụng công khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Lục Dương thực liên tục ra chiêu, đánh trên người đoạn hồng trần, đoạn hồng trần cảm giác thân thể đau muốn chết, giống như là toàn thân trên dưới đều xương cốt bị người tháo ra đồng dạng. Đoạn hồng trần bay rớt ra ngoài, trước mắt tối sầm. Ừm, đây là cái gì? Trước mắt hắn tối sầm cũng không phải là muốn lâm vào hôn mê, mà là một loại nào đó màu đen vật thể chặn ánh mắt của hắn. Tóc. Ai? Đoạn hồng trần theo bản năng sờ lên đầu Cốt ánh sáng Đây là ai đầu Đầu ta phát đâu Đoạn hồng trần rốt cuộc ý thức được vấn đề Hắn tỉ mỉ chải vuốt tóc đi nơi nào Thân là cao thủ Trọng yếu nhất chính là cái gì Là ra vẻ thâm trầm Để cho người ta cảm thấy cao thâm mạc chắc Ở trong đó ít nhất không được yếu tố chính là tóc Hiện tại tóc không có Hắn độ thần bí trực tiếp thiếu đi một nửa Xem chừng Hắn là hán quyền có thể khiến người ta rụng tóc. Đoạn hồng trần lớn tiếng nhắc nhở đám người. Nguyên bản còn muốn âm thầm đánh lén an khả nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp bá một cái trở nên trắng bệch. Không giành được song sinh tịnh đế liên việc nhỏ, cùng lắm thì tìm khác kết đan phương pháp, tóc không có thế nhưng là đại sự. Chạy. Nàng không cần suy nghĩ, quay đầu liền chạy. Muốn chạy. Lục Dương hiển nhiên không có buông tha địch nhân thói quen, theo đuổi không bỏ đừng đuổi ta ta không muốn tịnh đế liên an khả hô lớn phóng thích thiện ý để cho ta buông lỏng cảnh giác đúng không chiêu này ta đều chơi chán lục dương đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ cảm thấy an khả sẽ giống như chính mình dở trò đừng muốn tổn thương an khả tiên tử có người cảm mến an khả mỹ mạo xuất thủ ngăn cản bị lục dương hai quyền đánh bay tóc rơi mất một chỗ tặc tử dừng tay đừng muốn đã thương người Liên tục có người xuất thủ ngăn cản Lục Dương, đều bị La Hán Quyền đánh bay. Có thể cạo bản thống sao? Có người nhỏ giọng hỏi Lục Dương. Lục Dương gật đầu, hắn tại diễn võ trường luyện tập La Hán Quyền luyện tập 4 ngày, thu hoạch tương đối khá, có thể tùy tâm sở dục định chế kiểu tóc. Cho ta đến một bộ. Lục Dương hảo tâm xuất thủ, đem đối phương đánh bay. Toàn bộ hồ nước lâm vào hỗn loạn, An Khả vây quanh bên hồ chạy, Lục Dương vây quanh bên hồ truy phàm là để lục dương đụng phải đều bành bành chịu hai quyền biến thành đầu trọc cũng may cuối cùng an khả người hộ đạo xuất hiện lôi kéo an khả liền chạy không có để lục dương đánh trúng lại đến mất đi mục tiêu lục dương rất nhanh liền tìm tới mục tiêu mới lục dương la hán quyền uy lực cùng chính bản tương đương còn có cạo đầu công hiệu xem xét chính là phật môn quyền pháp liền liền đắc đạo cao tăng gặp đều muốn tán thưởng một tiếng phật môn chính thống đám người không quan tâm có nguyện ý hay không, tu vi bao nhiêu, đều chịu lục dương hai quyền. Lục dương giống như là cắt cỏ cơ, đi ngang qua địa phương nửa cộng tóc không dài. Trước thu thập cái này tiểu tử. Đám người cả giận nói, không còn cướp đoạt song sinh tịnh đế liên, đem mục tiêu thả trên người lục dương, liền liền mạnh cảnh chu đều không ai quản. Bên hồ ưng sơn ngũ hiệp thấy cảnh này, dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, cố gắng giảm bớt tồn tại cảm, sợ đám người giận lây sang bọn hắn năm cái thiên địa lương tâm bọn hắn chỉ là dẫn đường cùng lục dương không có lợi ích liên quan xin hỏi nơi này chuyện gì xảy ra một đạo thanh âm ôm nhu tại mũi ưng lão đại vang lên bên tai dọa đến ưng sơn ngũ hiệp giật mình còn tưởng rằng bị người tìm tới cửa bọn hắn nhìn lại là một nam một nữ không biết rõ cái gì thời điểm đến nơi này nam dáng vóc khôi ngô giống như là mang tộc nữ yểu điệu khuôn mặt có chút non nớt, tuổi tác không lớn. Chính là mang cốt cùng đào yêu dịp. Ngay tại trước đó không lâu, đại sư tỷ tìm tới mang cốt cùng đào yêu dịp, nói lục dương cùng mạnh cảnh chu tại rừng rậm lịch luyện hiệu quả không tệ, để hai người bọn họ học tập một phen. Bọn hắn lúc này mới thừa phi thuyền, ngồi xe ngựa, trằn trọc quay vòng, rốt cục đến trấn yêu quan. Đến trấn yêu quan, lại nghe nói song sinh tịnh đế liên muốn mở, liền đến nhìn xem là cái gì tình huống, tham gia náo nhiệt. Không nghĩ tới, đến hiện trường xem xét, một đám đầu trọc đứng tại nê trong hố, đánh kịch liệt, giống như là Phật môn tụ hội. Hướng người bên ngoài sau khi nghe ngóng mới biết rõ, là lục dương thi triển yêu thuật, cho người ta cạo đầu, khiến mọi người nổi giận, đang bị người vây công. Thì ra là thế, đại sư tỷ là muốn để chúng ta học tập lục huynh không sợ gian khổ, dũng cảm đối mặt quần địch dũng khí. Mang cốt bừng tỉnh đại ngộ. Xin hỏi đạo hữu nhận biết vũng bùng bên trong kia hai cái đầu trọc sao? Đào yêu dịp lễ phép hỏi mũi ưng lão đại. Đồng thời nàng cũng có chút nghi hoặc, nàng không nhớ rõ lục dương cùng mạnh cảnh chu là đầu trọc A. Phát sinh cái gì ngoài ý muốn mới có thể biến thành đầu trọc? Đào yêu dịp trầm mặt một cái, giống như hai người kia tại, phát sinh cái gì ngoài ý muốn nàng đều không kỳ quái. Ưng sơn ngũ hiệp còn tưởng rằng đào yêu dịp cùng mang cốt là đến ngàn dặm trả thù, tranh thủ thời gian lắc đầu nói không biết chúng ta cũng là vừa tới cũng không nhận ra hai vị đầu trọc thiếu hiệp chỉ là nghe nói trong đó một vị thiếu hiệp gọi lục dương hư hư thực thực phật môn người tinh thông la hán quyền phàm là bị hắn la hán quyền đánh trúng đều sẽ rụng tóc đào yêu diệp chấm chấm lục dương cùng mạnh cảnh chu cái gì thời điểm thành phật môn người rồi cái nào phật môn như thế không có mắt dám thu hai người này theo nàng biết quyền không miếu trụ trì thế nhưng là mỗi ngày la hét muốn trấn áp bất ngữ đạo nhân cái này nghiệt xúc Mang cốt trầm tư một lát, hiểu được lục dương hai người thâm ý, đi ra ngoài bên ngoài cần che giấu tung tích, lục huynh cùng mạnh huynh biết mình làm việc trương dương, khả năng liên lụy đến vấn đạo tông, là cho nên hai người bọn họ cạo đầu làm rõ ý chí, giả mạo Phật môn người. Mang cốt cảm thấy đại sư tỷ không hổ là đại sư tỷ để bọn hắn đến trấn yêu quan hướng lục dương cùng mạnh cảnh chu học tập thời điểm khẳng định đã dự liệu được hiện tại tràn diện không phải sao vừa gặp mặt liền học được không ít đồ vật hai vị nhận biết bọn hắn mũi ưng lão đại gặp đào yêu diệp cùng mang cốt thần sắc khác thường hoài nghi bọn hắn biết nhau ta gọi đào yêu diệp vị này là mang cốt còn có vũng bùng bên trong lục dương cùng mạnh cảnh chu chúng ta bốn người đều là vấn đạo tông đệ tử đào yêu diệp giải thích nói vấn đạo tông ưng sơn ngũ hiệp quá sợ hãi không nghĩ tới lục dương cùng mạnh cảnh chua lai lịch như vậy kinh người nghĩ lại cũng đúng hai vị thiếu hiệp dễ dàng liền có thể chiến thắng nhất phẩm tông môn truyền nhân thế lực sau lưng tất nhiên viễn siêu nhất phẩm tông môn nhưng xuất thân vấn đạo tông thật sự là có chút dọa người vấn đạo tông là cái gì năm đại tiên môn một trong mười hai vạn năm lịch sử sau so đại hạ vương triều tồn tại thời gian còn muốn dài nội tình thâm bất khả trắc càng có đồn đại xưng vấn đạo tông thực lực siêu nhiên là năm đại tiên môn đứng đầu. Mạnh nhất tông môn. Mũi ưng lão đại nhẹ nhàng thở ra, không phải cừu gia liền tốt. Hắn lúc này mới giải thích, nói bọn hắn năm cái là mạnh cảnh chu thuê dẫn đường, lục dương cùng mạnh cảnh chu tới đây là vì cướp đoạt song sinh tịnh đế liên. Kết đan A. Đào yêu dịp gật đầu, nàng cùng mang quốc cự ly trúc cơ hậu kỳ chỉ có cách nhau một đường, cũng là đến rừng rậm tìm kiếm kết đan cơ duyên hẳn là lục sư huynh là muốn trong chiến đấu tìm kiếm kết đang cơ duyên, lúc này mới dẫn tới chúng nộ, tận lực bị người vây công. Đào yêu diệp hồ nghi nhìn xem lục dương, đây là lớn nhất khả năng. Lục dương hiện tại áp lực rất lớn. Hắn tới đây chính là vì đoạt song sinh tịnh đế liên, đánh la hán quyền thuộc về phòng vệ chính đáng. Hắn cũng không có ngờ tới một bộ la hán quyền đánh xuống, cần đối mặt gần trăm tên trúc cơ hậu kỳ lửa giận, cùng 10 cái kim đan kỳ tu sĩ mạnh cảnh chu rất là cảm động trước đó hắn để lục dương đến giúp đỡ lục dương vậy mà thay đổi ngày xưa tác phong chủ động kéo cừu hận hiện tại cũng không ai chú ý hắn trượng nghĩa lục dương tỉnh táo giải thích nói các vị đạo hữu ta cảm thấy giữa chúng ta có lẽ có ít hiểu lầm ta có một vị bằng hữu am hiểu luyện khí luyện chế tóc giả cũng không thành vấn đề sự tình kết thúc về sau ta có thể mang các ngươi tìm hắn đi chết đi đám người căn bản không nghe lục dương giải thích chen chúc mà tới lục dương chiến lược siêu quần kim Đăng hậu kỳ cũng có thể đánh thắng được nhưng đối mặt như thế số lượng tu sĩ nhiều ít vẫn là cảm thấy lực lượng có hạn lục dương cảm thấy mình lực lượng có hạn vây công hắn người lại cảm thấy hắn thực lực thâm bất khả trắc đối phương rõ ràng bất quá trúc cơ hậu kỳ đối mặt cùng cấp bậc vây công vậy mà ứng đối thành thạo điêu luyện liền xem như kim Đăng kỳ cũng làm không được điểm này a à. xúc địa lục dương thi triển xúc địa thành thốn làm bộ liền muốn chạy hắn thi triển chính là thổ động thuật trong đám người có tinh thông thổ thuộc tính đạo pháp một nguồn nói toạc ra lục dương kỹ năng người khác không nói hai lời công kích dưới mặt đất trực tiếp đem lục dương nổ ra lục dương chật vật ứng đối xung quanh bốn phương tám hướng địch nhân trong lúc vô tình thoáng nhìn bên hồ đứng đấy đào yêu diệp cùng mang cốt giống như là thấy được cứu tinh mang sư đệ mau tới cứu ta Lục Dương lớn tiếng la lên, "Đào sư muội, ngươi đứng tại bên bờ hỗ trợ." Mang Cốt thấy thế, nhảy vào vũng bùn, giải cứu Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu cũng đột phá trùng điệp chướng ngại, đi vào Lục Dương bên người. Giờ khắc này, bất hủ giáo tổ ba người một lần nữa tập hợp một chỗ, bắn ra vô tận chiến lực. Đều biết rõ nên làm như thế nào a. À. Lục Dương như Lâm đại địch, Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt gật gật đầu, phản phất lòng có linh tê. Hợp thể ba người đồng thời hô tái hiện hợp thể chiến pháp chỉ bất quá lần này là lấy lục dương làm chủ thể hắn mang theo mạnh cảnh chu cùng mang cốt mọi người thấy một màn này chần chờ một lát chưa thấy qua loại này đấu pháp a à. bên bờ đào yêu diệp dừng lại một lát nàng cũng chưa từng thấy qua loại này tư thế mà lại lục sư huynh để cho mình tại bên bờ hỗ trợ là để cho mình làm gì lục dương hừ lạnh một tiếng một cổ kiếm khí quán thâu đến mạnh cảnh chu cùng mang cốt bên ngoài thân, hai người lập tức trở nên dị thường sắc bén, giống như là hai thanh lợi kiếm. Để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Lục Dương hét lớn. Lục Dương thân là kiếm linh căng, trước đây một mực không dùng kiếm, là lo lắng thanh phong kiếm quá mạnh, đem người đánh chết, hiện tại trên tay có mạnh cảnh chu cùng mang cốt liền không sợ. Hai người này gần như cùng khí, chỉ bất quá tăng thêm một tầng kiếm khí, không đến mức đem người đánh chết lục dương khổ luyện mấy tháng hai tay kiếm pháp có đất dụng võ hắn quơ mạnh cảnh chu cùng mang cốt giống như là nhỏ con quay tại vũng bùng bên trong xoay quanh phàm là bị quét trúng người trực tiếp bay tứ tung ra ngoài liền liền giấu ở trong đó kim đan kỳ cũng không ngoại lệ bất hủ giáo hủy diệt về sau ba người trở lại vấn đạo tông luyện tập qua như thế nào xoay quanh lần này xoay quanh thời gian so tại bất hủ giáo thời điểm dài hơn rất nhiều cách bọn hắn xa một chút, một chiêu này duy trì không được bao lâu. Thiên vấn đao đoạn hồng trần kinh nghiệm chiến đấu phong phú, liếc mắt liền nhìn ra đem chiêu này ra thiếu hụt. Quả thật, ba người trải qua khắc khổ luyện tập, nhưng xoay quanh một lúc sau, tóm lại là chống đỡ không nổi. Lục sư huynh, ta sắp nôn. Mang cốt cho lục dương truyền âm. Ta cũng thế. Mạnh cảnh chu nói. Phải tin tưởng đào sư muội. Lục dương tỉnh táo đáp lại. Đào yêu dịp thấy thế, minh bạch lục dương ý tứ. Nàng chống ra giấy đỏ dù, hai ngón tay dọc tại phần môi, nhẹ nhàng niệm một câu chú pháp, mở ra huyễn cảnh kết giới. Ảnh hưởng người nhận biết huyễn cảnh bao phủ mảnh này vũng bùng. Nàng nhất am hiểu chính là huyễn cảnh. Nhưng nàng mục tiêu không phải địch nhân, mà là lục dương ba người. Nguyên bản đầu ván mắt hoa ba người lập tức thân thể nhẹ bẩn, giống như là cảm giác không chịu được hoàn cảnh chung quanh, cũng không choáng đầu lục dương tận lực không thi triển công pháp minh tâm kiến tính quyết để cho mình từ đầu đến cuối tại huyễn cảnh bên trong trong hiện thực lục dương ba người vẫn tại chiến đấu chỉ bất quá bây giờ là đào yêu dịp lợi dụng huyễn cảnh khống chế ba người thân thể ba người ý thức cùng ngoại giới ngăn cách ra cảm giác không chịu được thân thể biến hóa dạng này liền sẽ không có choáng đầu vấn đề đến tận đây hợp thể chiến pháp lại không lỗ thủng a à, đó là cái phương pháp tốt Mạnh cảnh chu cười nói, buông lỏng xuống tới. Dù sao hiện tại là đào yêu dịp khống chế ba người bọn họ thân thể, ba người bọn hắn không cần cái gì làm. Ta cũng là lâm thời nghĩ tới phương pháp, nếu không nói đào sư muội thiên tư thông minh, ta cho nàng một cái nhãn thần, nàng liền minh bạch ta ý tứ. Lục Dương vì chính mình nghĩ đến cái này phương pháp rất là tự đắc. Ngay từ đầu mang cốt còn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra, muốn chống cự huyễn cảnh, bị Lục Dương khuyên xuống tới đây là đạo sư muội bày ra huyễn cảnh, có thể để cho ba người chúng ta không choáng đầu. Trong hiện thực, lục dương ba người phương thức chiến đấu đại khai đại hợp, rất có cổ đại tướng quân hoành tảo thiên quân khí thế. Đào yêu diệp khống chế ba người càng càng ngày càng thuận buồn xuôi gió, đánh đám người hoa rơi nước chảy. Ưng ừ sơn ngũ hiệp liếc nhau, nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong kinh hải. Phải nói không hổ là vấn đạo tông đệ tử sao, phương thức chiến đấu đều cùng phổ thông tu sĩ không đồng dạng. Đây là cái gì chiến pháp? Vũng bùng bên trong đám người quá sợ hãi. Từ xưa ba người đồng thời công kích, đều bởi vì ba người không đồng lòng, hay là ba người phối hợp không đủ, dẫn đến không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Cũng tỉ như bọn hắn, có bảy người vây công lục dương, kỳ thực phát huy ra lực lượng cũng bất quá tương đương với ba bốn người. Trái lại lục dương ba người, hợp thể về sau chiến lực tăng lên gấp ba, phối hợp thân mật vô gian, lực lượng toàn bộ phát huy ra đây chính là Phật môn phương pháp chiến đấu sao? Không thể trách đám người dạng này suy đoán, Phật môn người từ trước đến nay rất ít xuất thủ, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu rõ ràng là đệ tử Phật môn, đằng sau xuất hiện mang cốt một mặt hung lệ, đoán chừng là Phật môn coi hắn là làm hộ pháp một loại người bồi dưỡng. Phật môn phương thức chiến đấu khó gặp, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Cái này bao nhiêu cũng coi như cái thổi tư. Tóc cạo sạch còn có thể mọc ra, phật môn phương thức chiến đấu nhưng là không còn tốt như vậy gặp được bên hồ bên trên đào yêu diệp mệt thở hồng hộc nàng cần một bên duy trì huyễn cảnh một bên suy nghĩ như thế nào để ba người đi động xông phá phong tỏa đại khái là lục dương kéo cừu hận quá lợi hại đám người kiên quyết không thả lục dương ly khai đã cái này mục tiêu là song sinh tịnh đế liên khi lấy đi hoa sen là được rồi a à. đào yêu diệp dùng huyễn cảnh tiêu trừ tự thân tồn tại cảm vụn trộn nhảy vào vũng bùng bên trong lấy đi song sinh tịnh đế liên. Hoa sen không thấy. Có người trong lúc vô tình quay đầu, phát hiện hoa sen không thấy. Vừa định phải lớn hô, chỉ thấy đào yêu diệp đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm trên trán cái người kia, để hắn lâm vào chiều sâu huyễn cảnh. Đào yêu diệp gặp hoa sen tới tay, nhanh chân liền chạy, lưu lại một đạo thiến ảnh. Hoa sen không thấy. Rốt cục có người phát hiện chuyến này mục đích quan trọng nhất song sinh tịnh đế liên bị người đánh cắp đi chính là nàng lấy đi có người chỉ vào đi xa đào yêu dịp truy hơn một nửa người đi đuổi theo đào ra yêu dịp lục dương ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm còn lại hai ba mươi cái trúc cơ hậu kỳ coi như không lên cái uy hiếp gì ba người cũng không lo lắng đào yêu dịp đào yêu dịp am hiểu huyễn cảnh đào thoát truy tung dễ như trở bàn tay liền liền mạnh cảnh chu đều không có lòng tin có thể một trăm phần trăm khám phá đào yêu dịp huyễn cảnh trúc cơ kỳ bên trong, đào yêu diệp huyễn cảnh có thể xưng là mạnh nhất. Cũng chính là lục dương công pháp đặc thù, không sợ huyễn cảnh. Lục thiếu hiệp, mạnh thiếu hiệp, vừa rồi đào tiểu thư nói để các ngươi sau đó đi nguyên minh khách sạn đợi nàng. Mũi ưng lão đại gặp lục dương nhanh gọn đem còn lại người đánh bại, vội vàng chạy tới truyền lời. Được, ta biết rõ, ưng lão đại phí tâm. Mũi ưng lão đại tranh thủ thời gian khoát tay, cũng không dám nói như vậy, lần này chúng ta gấp cái gì đều không thể giúp đỡ mang cốt nói bổ sung nguyên minh khách sạn chính là ta cùng đào sư tỷ tại trấn yêu quang ở địa phương cùng với năm người đứng đầu bên trong đào yêu dịp xếp tại thứ ba vị mang cốt xếp ở vị trí thứ bốn lục dương cười nói ngược lại là đúng dịp nguyên minh khách sạn cũng là ta cùng mạnh cảnh chu ở địa phương trở về đi nói không chừng đào sư muội so chúng ta về trước đi một đoàn người trở lại khách sạn Đào yêu dịp quả nhiên đã tại khách sạn chờ lấy đám người, nàng dựa vào tại bên tường, đủ kiểu nhàm chán ngáp một cái, tay phải mang theo một cái hộp gỗ. Ba người các ngươi đây là cái gì tạo hình? Đào yêu dịp nhìn về phía lục dương ba người, sắc mặt cổ quái. Lục dương ba người mang theo màu đen mũ trùng, bụng mặt, giống như là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đồng dạng. Loại này tạo hình tại trấn yêu quan có chút phổ biến, nhưng trên người lục dương liền không thường gặp lục dương thở dài còn không phải trên đường trở về đụng phải bị ta cạo đầu trọc tu sĩ ba người chúng ta lo lắng bị nhận ra lúc này mới ăn mặc một phen lúc này xem như đem trấn yêu quan trúc cơ hậu kỳ đắc tội hết đào yêu dịp liếc mắt còn không phải ngươi tự tìm nhất định phải đánh la hán quyền mà lại vì cái gì la hán quyền sẽ cho người rụng tóc hiệu quả là đem người đánh thành la hán sao cái này gọi khuyên người hướng thiện là la hán quyền đại thành tiêu chí mà lại ai biết rõ là hán quyền rụng tóc hiệu quả tốt như vậy lục dương cố gắng giải thích đào yêu dịp xem như không nghe thấy lục dương giải thích cử đi nâng một mực dẫn theo hộp gỗ tịnh đế liên ở chỗ này lên lầu đây là tốt nhất hộp gỗ đàn có thể ngăn cách thần thức dò xét bảo đảm song sinh tịnh đế liên khí tức không tiết ra ngoài khi bốn vị thiếu hiệp chúng ta liền cáo từ ưng sơn ngũ hiệp ôm quyền cáo biệt lục dương đi thôi ta cùng mạnh cảnh chu cũng ở tại nơi này cửa tiệm trùng hợp như vậy đào yêu diệp sững sờ nhớ tới mạnh cảnh chu thân phận là bởi vì tiệm này là trấn yêu quan quý nhất lữ xá sao nói đúng mạnh cảnh chu cười nói hắn từ trước đến nay chỉ dùng quý nhất quán trọ cũng không ngoại lệ bốn người tới mạnh cảnh chu gian phòng các ngươi hai cái làm sao cũng tới trấn yêu quan rồi lục dương hiếu kỳ chẳng lẽ hai người các ngươi cũng liều chết hỏi thăm đại sư tỷ tuổi tác, xung quân tới đây. Mấy ngày trước đây ta tu luyện có chỗ tâm đắc, muốn tìm cá nhân giao lưu một cái, liền đến đến thiên môn phong tìm ngươi, đại sư tỷ cáo tri ngươi không tại, đã cùng mạnh cảnh chu đi trấn yêu quan lịch luyện 10 ngày. Đại sư tỷ nói nàng một mực chú ý hai người các ngươi động tĩnh, nhìn hai người các ngươi tại trấn yêu quan lịch luyện hiệu quả không tệ, liền đề nghị ta cùng mang cốt cũng tới trấn yêu quan nguyên bản còn muốn kêu lên lý hạo nhiên không biết rõ vì cái gì đại sư tỷ nói lý hạo nhiên hiện tại ly khai vấn đạo tông không an toàn liền không có nhường lại cứ như vậy hai người chúng ta liền đến lục dương cùng mạnh cảnh chu nghe xong mồ hôi lạnh ứa ra đại sư tỷ quả nhiên mánh khóe thông thiên có thể phát giác được may mắn cái này mấy ngày một mực chú ý lời nói cử chỉ chưa hề nói đại sư tỷ nói xấu nhất là mạnh cảnh chu một trận hoảng sợ hắn còn nhớ rõ vừa tới rừng rậm thời điểm còn nói đại sư tỷ là đem bọn hắn xung quân đến biên cương may mắn lục dương nhắc nhở mới kịp thời đổi giọng tránh thoát một kiếp đào yêu diệp vừa nói một bên mở ra hộp gỗ đàn trong hộp gỗ song sinh tịnh đế liên lẳng lặng nằm tại trong hộp gỗ thật vất vả cướp tới tịnh đế liên hẳn là làm sao chia lục dương ta muốn hạt sen hạt sen ăn ngon bất hủ tiên tử tại tinh thần không gian gọi đập mặt đất nhắc nhở lục dương lục dương xem như không nghe thấy tinh thần không gian bên trong động tỉnh nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha